trích xuất video Karayoshi hay mắt nhưng mà không có xem được á, rồi con có thể tham khảo đây nha. Bây giờ mình sẽ mở camera Yoshi lên. Thì bình thường ở chúng ta trước khi trích xuất thì sẽ vào một xem lại nè, và kéo tới một cái đoạn mà chúng ta cần trích xuất. Ví dụ như bây giờ mình chọn ngày 1, ngày hôm qua. Ok. Ví dụ như cái đoạn này là 7 giờ năm mấy phút, bây giờ mình cần lấy từ lúc này thì mình sẽ bấm vào màn hình, sau đó chọn vào cái hình máy quay. Thì bạn thấy ở đây nó sẽ đang nhảy dây, và cái dây này chúng ta lưu ý nha, nó sẽ chậm hơn khoảng 2 giây. Ví dụ chúng ta cần lấy 30 giây thì hãy lấy 32 giây. Thì sau khi mà chờ cái đoạn này nó chạy tới cái phần mà chúng ta cần nữa, sau khi đủ thì chúng ta sẽ bấm một lần nữa để kết thúc cái file trích xuất này. Thì nếu như bình thường á thì chúng ta chỉ cần thoát ra và quay trở lại bộ sưu tập. Thì bạn sẽ thấy ở đây, đây cái video này 22 giây nha. Mà là mình mới vừa trích xuất ra thì nó sẽ trực tiếp chuyển về cái bộ sưu tập. Mà nếu bà con không có được trích xuất ra thẳng bộ sưu tập trên điện thoại như thế này á, thì chúng ta sẽ quay lại cái app UC. Rồi chúng ta quay ra nha. Rồi chọn của tôi nè. Rồi con vào một là album ảnh. Đây bà con thấy nha, nó có một cái file mà hồi nãy mình trích xuất đây. Nó sẽ nằm trong đây thì chúng ta có thể xem lại cái file này ở trên cái app UC cũng được. Và sau khi đó chúng ta muốn chia sẻ cái file này ra ngoài á, thì bà con có thể thấy là ở dưới cùng góc phải chúng ta sẽ có một cái mũi tên chia sẻ. Tích vào. Đây nó hỏi chúng ta sẽ là chia sẻ cái này qua cái điện thoại gần đây ha. Như cái ở đây là cái mình là cái quay bằng cái Note 20 thì nó có hỏi là muốn chia sẻ qua đây hay là Zalo, hay là chia sẻ nhanh qua YouTube hay là tin nhắn này. Chúng ta sẽ có nhiều cái cách để mà chọn để chia sẻ. Rồi bà con cần hỗ trợ thông tin gì nữa thì hãy bình luận trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.